Anh hai cho ăn kem hả? Anh hai cho ăn kem khoái quá hả? Anh hai cho con ăn gì đó. Cái hả? Ả đi, ả anh đi. Hả? Trời ơi, anh ở dơ quá. Phải ả mới được. Gật đâu sao được. Hả? Rồi chú về này viện ăn kem mà nó ngoan ghê không nè. Ả đi, ả. Sứ hà ả đi. Ả anh hai. Ả anh hai. Ả. Ả đi anh mới cho. Té té. Ả đi, ả đi. Xin ăn. Ả đi. Ả anh. Trời ơi. Để viên sắt. Trời ơi anh hai ở giờ quá anh hai ơi. Anh hai con ở giờ quá ba ơi. Cho ăn vậy đó. Cho chừng văng nó nệm nghe. Rồi ăn hết đi cho nó nhịn đi. Hơi vô họng à. Anh hai chia cho hả? Trời ơi sướng. Chạy kiếm anh hai. Hết rồi. Đó, này lẻo lẻo anh hai đang xin kem. Nay còn đâu mà cho. Hết rồi. Không được ăn viêm họng á. Sao con? Hết kem mà hả? Thôi không được, không được ăn nhiều. Viêm họng chết. Nãy giờ nó chạy theo anh hai nó ạ đang được ăn kem nè. Rồi hết kem nữa la làng nè. Có, anh hai chăm sóc em kỹ lắm. Coi chừng trúng em á, chiếc xe con chạy coi chừng trúng em á. Rồi nó cởi con này nhỏ xíu.